Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em xem một vài món xài siêu lướt của hãng Makita. Thì đầu tiên là cái máy thổi lá và 18V, mã của nó là DUB182. Thì nó có điều chỉnh tốc độ. Thì con này là giá của nó là 900.000. Em này 900.000 nha anh em. Đấy, rồi. Em sẽ review cho anh em xem cưa lọng này, 18V cưa lọng ha. Nó sản xuất tại tại Anh luôn. Đấy, tại Kingdom ha. Mã của nó là The Giver 180. Tốc độ từ 0 đến 2.600 vòng trên phút. Và tại Anh xài siêu lướt. Thì giá của em này là 2.500.000. Nó có đá lưỡi luôn nha anh em. Đấy, thì có một con nó nghiêng như thế này thôi. Những anh em quan tâm liên hệ 0962232180. Rồi, cái cưa đĩa này thì cưa gỗ nha anh em. Lưỡi của nó là một tấc 65. Thì nó cũng như mới thôi. Nguyên zin. Sản xuất năm 2020. Thì cái đế của nó là đế đúc phay nhôm. Đế phay nhôm. Đấy. Nó có cái canh lưỡi thì nông sâu, nói chung là full chức năng. Full chức năng nha anh em. Đó thì rất là đẹp và giá của nó là 1.800.000 và tất cả là chưa bao gồm phí ship. Chưa bao gồm phí ship nha anh em. Đấy, giá em này là 1.800.000. Đấy, thì em sẽ gửi đến anh em cái cưa này luôn. Đấy, rồi, mấy cưa này luôn ha. Makita. Rồi, những anh em nào quan tâm liên hệ 0962232180. Cái cưa lọng 2.500.000 này. Cái này là 1.800.000 này, cái này là 1.900.000. Đây, phục pin. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em.